map xe bét trạm vệ tinh được đưa vào trong 5 map thi đấu chính thức của hệ thống thi đấu xếp hạng rank của đột kích, cũng như đây là một trong các map đấu được sử dụng tại các hệ thống giải đấu trong nước cũng như quốc tế. Đây là một map đấu đòi hỏi tính chiến thuật cực cao, rất nhiều những đường tấn công bom sai cũng như các vị trí phòng thủ vô cùng phức tạp. Sau video này, các bạn sẽ có thể dễ dàng ghi nhớ được tên gọi các vị trí và sẵn sàng tham chiến tại CBS trạm vệ tinh. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với khu vực bom sai A, là nơi được khoanh vùng để cho bên phía Blacklist có thể di chuyển vào radar C4. Bom sai A của map trạm vệ tinh gồm có các vị trí sau đây. Khu vực dưới lợi A. Đây là khu vực phòng thủ mà bên phía của Gorbis có thể kiểm soát được cả hai đường tấn công vào bom sai của bên phía Blacklist, và đòi hỏi người phòng thủ sẽ phải có một kỹ năng êm thật sự rất tốt để dứt điểm đối phương thật nhanh chóng mỗi khi bên phía tấn công tràn vào trong bom sai. Còn hướng đằng xa này thì chúng ta đang di chuyển về góc tù A, hay còn gọi được là vuông A. Đây là khu vực kín nhất của cho khu vực bom sai A, vậy nên ở bên phía Gorbis luôn luôn có một người phòng thủ tại đây. Khu vực góc tù này hoàn toàn có thể gây được sự đột biến rất cao và bất ngờ cho cả bên phía Gris hay bên phía Blacklist mỗi khi chiếm được bom xe A. Đây là khu vực PC hay còn gọi là máy tính. Đây là vị trí nằm chính giữa trong xe A. Người chơi khi đứng ở đây hoàn toàn có thể kiểm soát được cả khu vực cao mid, lỗ A và cả ngách A nếu như có khả năng di chuyển và ứng biến linh hoạt. Ngách A hay còn gọi là Long A. Đây là đường tấn công dài nhất từ nhà của bên phía Blacklist kéo dài tới tận trong bom sai của Gorbis. Thường khu vực ngách A sẽ là nơi mà bên phía của Blacklist muốn triển khai tấn công nhanh, bất ngờ và muốn đặt được trái C4 xuống một cách nhanh nhất tại bom sai A tại map đấu CS trạm vệ tinh này. Ở giữa khu vực ngách A sẽ có một vị trí được gọi là thùng sắt. Đây là vị trí cao nhất trên bản đồ dành cho bên phía của Gorbis mỗi khi đội phòng thủ muốn ép sâu và đem tới sự phòng thủ chủ động để ngăn cản bên phía Blacklist thực hiện những tình huống tấn công setup bài vào đường bom sai A này. Kế tiếp, khi nằm bên cạnh của khu vực bom sai A, chúng ta còn có một khu vực cực kỳ quan trọng, đó chính là khu vực hồi sinh của bên phòng thủ. Khu vực này khi rẽ tay trái sẽ đến ngay với nơi được gọi là nhà đen, và khi di chuyển lên cầu thang thì đó sẽ là nơi chúng ta gọi đó là lỗ A, và khu vực lỗ A này sẽ có được tầm nhìn hướng thẳng về cửa ngách A, cùng với đó là trong khu vực bom sai. Còn nếu chúng ta rẽ trái để đi xuống có một căn hầm nhỏ thì đây được gọi là hầm A. Hầm A sẽ kết nối trực tiếp tới khu vực cửa chính của khu vực bom xe A. Đây là những nơi mà bên phía Gorbis có những tình huống phòng thủ sâu nhằm mục đích quấy nhiễu, thu hút sự chú ý và tập trung nhân lực để gây ra sự đột biến trong những tình huống đi cứu bom sai trước cái khoảng thời gian mà trái C4 vẫn còn đang đếm ngược. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các vị trí tại khu vực bom sai B của map đấu CBS trạm vệ tinh này nha. Bom sai B khác với bom sai A khi mà nó có cho mình diện tích rất rộng lớn và nó rộng hơn bên phía của bom sai A rất nhiều. Số lượng vật cản cũng không hề ít để giúp cho bên phía Gorbis có thể dễ dàng lựa chọn ra các bài phòng thủ đa dạng khác nhau. Đầu tiên, đó chính là khu vực góc tủ B. Khi đây là một góc phòng thủ tương đối dễ dàng nhưng lại là một con dao hai lưỡi bởi vì vật cản giữa người chơi trước loạt đạn của bên
Chiến lược của bên phía Backlist mỗi khi muốn triển khai tấn công ở giai đoạn đầu cũng như là giữa round đấu. Khi mà trên khu vực cao mid, người chơi hoàn toàn có thể sử dụng các vũ khí sniper để bắt người sâu cho khu bom CA và cả khu vực hồi sinh của bên phía Goris nữa. Mid của Goris sẽ có mid trái và mid phải. Đây là hai vị trí phòng thủ cơ bản ở mid nhưng lại có sự rủi ro rất cao bởi vì Backlist có thể tràn vào mid với cả 5 người cùng với những trái flash được đến từ cao mid, thì đó thật sự là một dấu chấm hết cho những người chơi nào đang lạc lõng tại khu vực rất nóng này. Khu vực mid hướng về bom CA còn có một khu vực đặt tên là cao ngách. Khi đây là vị trí có thể kiểm soát gần như toàn bộ khu vực mid và cả khu vực ngách A trong những lượt mà bên phía Blitz tấn công. Nếu như các bạn bị Groris ép mid, hãy di chuyển nhanh lên cao ngách kết hợp với những quả flash để chiếm lại quyền kiểm soát ở khu vực này nha. Còn khu vực mid hướng về bom sai B, chúng ta có một nơi nối với hầm B được gọi là hầm mid. Khi đây là khu vực cả bên phía Goris hay Blacklist đều có thể chơi chủ động trong những hướng di chuyển của mình. Khu vực này đã được sử dụng như một con đường chiến thuật tấn công vào trong bom sai B mỗi khi hầm B được đẩy với số đông thành viên của bên phía Goris. Hầm mid cũng có nhiều vật cản che chắn phía trước nó nữa, vậy nên đây là khu vực dành cho bất kỳ ai muốn chơi như một ninja thực thụ để gây được sự bất ngờ dành cho đối phương của mình. Và như vậy thì mình đã hướng dẫn xong tên gọi và giới thiệu sơ qua về map đấu CVS trạm vệ tinh dành cho quý các bạn rồi. Hy vọng rằng sau video này mình có thể giúp các bạn phần nào hiểu hơn về CVS trạm vệ tinh và chúng ta sẽ cùng leo rank hay tham gia các giải đấu của đột kích một cách tự tin hơn với bản đồ CVS trạm vệ tinh này nha. Còn bây giờ thì xin hẹn lại quý các bạn trong các video lần sau trên kênh 6 của đột kích trong tập ngắn.